Vâng, xin chào các bác đến kênh Tiên Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu cho các bác một mẫu xe rất tốt trong tầm giá. Xe địa hình Asia Star XT300, có tông màu đỏ cờ. Xe còn rất là mới, tầm trên 90%. Vâng, dòng địa hình mà có thông tầm giá tốt nhất các bác nhé. Xe em mới về một lô hàng toàn những xe địa hình rất là đẹp, rất tốt trong tầm giá cho các bác để lựa chọn. Vâng, và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhìn chiếc xe. Vâng, xe có tông màu đỏ, đỏ cờ, điểm nhấn là những cái đèn sáng trên khung xe rất là nổi bật các bác nhé. Dia Star XT300. Có thấy rõ nút sơn của nó rất còn bóng. Màu đỏ là màu đỏ sẫm, đỏ lì góc nhá, chứ không phải đỏ bóng. Cái màu sơn này rất là nổi bật trên khung. Đây là website chính hãng của xe bác đây. Bác có thể lên trên mạng tham khảo thêm. Dia Star XT300. Dòng địa hình đồi núi. Đấy, bác thấy rõ. Nước sơn còn rất là đẹp. Cổ phốt và ghi đông xe là của Chubali. Chuyên một hãng chuyên sản xuất cốt yên với cả cái đông xe nổi tiếng của Mỹ. Có thể lên trên mạng tham khảo thêm. Xe được trang bị với cấu hình Shimano 8 tầng lip và Shimano 3 đĩa. Đây, tay lắm cao su chính hãng luôn nhá. Em thấy thì con cao su này giống như của tay hãng chính hãng của Gian. Cầm rất êm và cảm giác cho bác massage rất là bền, rất là chắc tay. Xe này là chuyên địa hình đồi núi này các bác ạ. Vâng, giảm sóc dầu. Đây, sóc dầu. Lốp chính hãng Maxim. Dòng lốp Maxim khá là tên tuổi bác nhá. Chuyên sản xuất lốp xe cho ô tô xe máy. Vành XT20 nguyên bản theo xe. Kích thước lốp là đâu? 26 x 2.1. Các bác có thể thấy rõ cái xe này là rất là đặc biệt ở bộ cơ lốp của nó. Đây bác nhìn rõ. Như những cái video lần trước em quay thì những cái dòng địa hình, những cái gai lốp rất là nhỏ. Nhưng mà đặc biệt cái xe này là gai lốp nó nhô lên các bác này. Nguyên một cái những cái đường li ti mà nhỏ logo những cái đồi núi các bác này. Đấy. Rất là gồ ghề nhá. Địa hình này là các bác đi cái đường sóc này rất là êm cho xe. Lốp rất là chắc chắn. Như lốp xe tăng. Vâng. Lốp cũng rất là mới bác nhá. Đây vẫn còn những cái gai lốp của nó này. Và cái mẫu xe này rất tốt tầm giá đối với các bác. Đây cốt yên cũng của chính hãng Chubali đây. Thương hiệu Mỹ. Yên Sofort. Bên trên yên thì có một lỗ hở cho bác, lỗ khung, lỗ thoát khí cho bác ngồi. Đấy, ngồi rất là êm nhưng mà không sợ nóng gian. Yên xe vẫn còn rất là mới. Đây là êm, rất là êm, cảm giác. Xe thì ngồi núi nhưng mà cái yên xe này nó phải làm dày lên để ngồi bác cảm giác cho êm. Đây là thông số của xe bác, xe chính hãng đây.
Xe làm từ hợp kim nhôm 6061 aluminum. Và các bác biết là cái nhôm aluminum 6061 là cái nhãn nhôm siêu nhẹ sản xuất những dòng xe cao cấp của xe đời cao rồi. Siêu nhẹ, dòng nhôm siêu nhẹ AL. Còn đây chắc cũng là một mẫu xe cao cấp đây. XT300. Đây xe chính hãng của bác đây, bác có thể lên trên website bác xem. Original nguyên bản. Design. Đây là thông số size bên nước ngoài bác nhé, size 17. Và đây mi size. Thì bác bao từ 1m65 đến 1m72. Đây nó có ghi cả thông số người đo bác nhìn rõ đấy. Xe được trang bị với bộ gạt đĩa Alivio. Đùi đĩa cũng của Mỹ cho kèm cốt yên với cả ghi đông xeo nhá. Chuvati. Rất tốt trong tầm giá. Đây xe về nguyên bản nó có cái bộ chắn chống va đập của đề xe đây. Và bộ sử dụng củ đề Shimano Acera. Trang bị với 8 tầng nếp Shimano và 3 đĩa cho bộ chuyển động của xe 24 tốc độ. Vâng, xe được trang bị với bộ may bạc đạn lắm nhá. May bạc đạn hơi tối lổ tí. Đấy, bác ăn quay các bác chắc nghe tiếng bè sầu kêu em. Hơi cối lổ, may bạc đạn. Mẫu xe mới về là lựa chọn rất là tốt và kỹ càng cho những dòng mẫu xe mới này em về. Rất tốt phần giá các bác. Tổng thể xe đẹp khoảng tầm 90%. Vâng, bây giờ em đi chi tiết hoạt động của xe. Lên lip này. Chuyển động rất êm và mượt. Hầu như xe chuyển động cũng một lỗi nhỏ nào mà. Xuống lip này. May hoặc đạn. Vâng, chỉ với 4 triệu rưỡi các bác là sở hữu một chiếc xe rất là đẹp trong tầm giá, rất là tốt. Xe mới trên 90% xe. Xe có cặp lốp rất là khủng đó nhá, chuyên dòng địa hình đồi núi, đi rất là êm và chắc chắn theo xe. Xe bên em chỉ 4 triệu rưỡi. Dia Star. Mẫu đời cao làm từ hợp kim nhôm cao cấp 6061. Model XT300. Bên em có giá là 4 triệu rưỡi, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943. Hoặc là lên YouTube tìm kênh Kiên Xe Đạp, nhấn đăng ký, theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai.